Rất vui khi được quay trở lại với các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của mình. Và trong video hướng dẫn tiếp theo này thì các bạn nào mà đang dùng TikTok, ngày trước các bạn đã biết rằng khi mà các bạn đã đăng một cái bài đăng lên TikTok ấy thì không thể chỉnh sửa lại được. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn một cái tính năng mà TikTok mới được cho phép người dùng chỉnh sửa lại cái bài đăng khi các bạn đã đăng lên TikTok rồi và các bạn muốn chỉnh sửa lại những cái nội dung, ví dụ như là hashtag này hoặc là những cái gắn thẻ, thì các bạn có thể chỉnh sửa được nhé. Và mình sẽ hướng dẫn cho bạn trong video này nhé. Ok, trước tiên thì để mà có được cái tính năng chỉnh sửa những cái video mà các bạn đã đăng ở trên TikTok ấy, thì trước tiên các bạn hãy vào cho mình cái những cái cửa hàng kho ứng dụng. Bạn nào dùng iPhone thì các bạn có thể lên cửa hàng App Store hoặc là cửa hàng Google Play ở trên điện thoại Android. Ví dụ bạn nào mà vào có cái phần là cập nhật như thế này nhá, thì các bạn hãy chọn cho mình là cập nhật ngay để nó có cập nhật mới nhất những cái tính năng mà nó trang bị ở trên TikTok nhá. Rồi, bây giờ các bạn đợi mình cập nhật xong thì mình sẽ vào hướng dẫn cho các bạn tiếp nhá. Sau khi các bạn đã cập nhật cái ứng dụng TikTok xong ấy thì các bạn hãy quay trở lại và các bạn mở ra và xem lại những cái bài đăng cũ, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh sửa, có cái mục chỉnh sửa trong từng video các bạn đã đăng nhé. Ok, đây là những cái video mà mình đăng mới nhất đây này, các bạn nhìn nhé. Video này mình đăng khoảng 15 giờ trước này. Đấy, thì các bạn vào chi tiết cái video này nhé, click vào cái video đó. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn xuống bên góc phải này, có cái dấu ba chấm ở đây này, các bạn sẽ chọn vào. Đó, nhớ là các bạn phải cập nhật rồi nhá. Sau đó thì các bạn sẽ vuốt sang này, vuốt sang phía tay trái này. Nó có cái chữ là chỉnh sửa những người và chỉnh sửa bài đăng này, này. Các bạn nhìn chưa? Có cái mục là chỉnh sửa bài đăng ở đây nhá. Các bạn sẽ click vào. Rồi, thì tại đây thì các bạn có thể nhìn thấy các cái mục chỉnh sửa. Ví dụ như các bạn muốn chỉnh sửa lại phần tiêu đề này. Đó, chỉnh sửa lại thẻ tag này. Đấy, các bạn muốn thêm thẻ tag nào thì các bạn có thể, ví dụ như mình thêm lên TikTok này. Đấy, hoặc là các bạn xóa một cái thẻ tag nào đó đi thì các bạn cũng có thể thực hiện như vậy. Đấy, đấy, các bạn ok chưa? Các bạn cũng có thể thêm nhắc đến này, ai này, hoặc là thêm video này, hoặc là thêm vị trí mà các bạn đang sử dụng bài đăng đó. Đấy, thì sau khi các bạn sửa xong ấy thì các bạn sẽ chọn cho mình là lưu đây. Đấy, thì nó sẽ lưu lại những cái chỉnh sửa của các bạn. Còn trường hợp mà bạn nào mà vào cái dấu ba chấm để chỉnh sửa ấy mà nó không có cái mục là chỉnh sửa bài đăng ở đây ấy, thì các bạn đã cập nhật cái phiên bản mới nhất rồi nhưng mà nó vẫn chưa có ấy, thì các bạn vui lòng các bạn đợi nhá, đợi một thời gian nữa, bởi vì cái tính năng này ấy TikTok chưa cập nhật hết đến các tài khoản nhá, đang cập nhật dần, thì các bạn vui lòng đợi và các bạn thường xuyên theo dõi những bản cập nhật mới nhất từ TikTok nhá. Tiếp theo thì các bạn cũng có thể thêm được những cái chỉnh sửa những cái người gắn thẻ nhá, các bạn cũng có thể chọn vào bên cạnh đó. Thì các bạn sẽ vào và các bạn muốn gắn thẻ những ai trong những cái mà danh sách bạn bè của các bạn ấy. Đó, gắn thẻ mọi người hoặc là những cái người mà các bạn đã từng gắn thẻ nhá. Thì các bạn chọn vào. Đó, ví dụ như mình gắn thẻ thêm một người này chẳng hạn. Thì các bạn tích ô có cái dấu tích đỏ này và các bạn chọn xong là ok nhá. Tiếp theo cái mục là chỉnh sửa cài đặt riêng tư ấy, thì các bạn cái này thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Thì nếu mà các bạn để mọi người ấy, thì ai cũng có thể xem được cái video này của bạn. Còn các bạn để bạn bè này, hoặc là để chỉ mình tôi này, bạn bè là chỉ những người, đây là những follow mà bạn đã follow lại thì họ mới có thể xem được. Còn chỉ mình tôi thì các bạn không thể ai xem được. Thì các bạn để mọi người nhé, để mọi người thì ai cũng có thể xem được cái video này của các bạn. Hy vọng qua video hướng dẫn vừa rồi thì mình cũng vừa hướng dẫn và giới thiệu thêm cho các bạn một cái tính năng hay ở trên TikTok để cho các bạn có những cái trải nghiệm mới. Và nếu các bạn thấy hay, để lại comment và đừng quên cho mình một nút like và chia sẻ cho nhiều người được biết nhé. Bạn nào là đầu tiên gặp kênh của mình thì ủng hộ mình thêm một nút đăng ký để tạo cho mình những động lực để ra những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.